Nào mà đi mò hến các bạn ơi. Đây. Đây có vé dịch lội theo nữa nè cả nhà. Này có cái dịch lội theo để mò hến chung nè cả nhà. Được một gỗ rồi đó cả nhà. Đây đổ vô đây. À. Quá hết nè các bạn ơi. Nó đủ ngộ tôi làm cái gì? Nó cho ngộ xong ấy. Trời ơi, tôi nãy giờ tôi dạo. Gạt quá. Trong mé phải gạt chứ. Đây các bạn ơi, đây là hến nhiều, không có chèn chép các bạn ơi. Đâu. Quá. Các bạn ơi, đây không có chèn chép mà hết. Mấy năm trước rồi có chứ giờ không có sao? Có phải có. Cũng được thế mày. Đây đi. À, đây. Mà có không? Thì bỏ vậy ta biết đụng mấy cái lạch đi. Đã cứng cứng vào wow, ăn thua vào chi vậy. Quả bánh nữa hả? Kết thúc video các bạn ơi. Làm như cái nước này đục rồi nó không lên. Quậy á, chứ mày đừng mày đừng có hiểu vậy. Quậy vòng chứ nó bật lên. Rồi nó lên rồi nè ông ơi. Nó không sôi vậy, nó củi lên. Vô. Quá. Rồi. Không. Ồ quá rồi cả nhà ơi. Trời ơi cái cuốn công nhận ngon. Đâu. Ông hai. Đâu. Ông hai. Ốc chín rồi bỏ nó chi. Cầu tăng nữa không kìa, cầu tăng trời. Quá, quá nhà ơi. Hai cái coi. Kêu quá không ăn cũng kỳ. Chứ tao thấy nó bữa năm cuốn nó ngán tao tới bữa nay. Hết rồi, đổ khác vô.
Mình nhiều chữ. Quá, ở đây chụm lửa hồng ngoại không cả nhà ơi. Vừa trụng vừa cuốn luôn bà ơi. Có sức rồi. Giá 4 giá thì biết. Mày làm 4 giá quá trời, nó nhiều. Nhiều quá. Thường ít ít nhiều vừa thôi. Quá ơi. Quá ơi. Quá. Quá sao rồi? Quá. Quá. Quá cái gào đó dữ rồi cả nhà ơi. Quá sao rồi? Gà tú ơi. Quá. Quá thôi nó hết nó mới trả lên. Chạy nguyên được nhiều quá nó hết nó mới lên. Ở áp bắt đầu được không? Trời qua đây ăn rồi cả nhà ơi. Đó vô. Ôi ơi. Quá xa. Còn rau nhiều dữ lắm á trời. Rau nhiều nhất cái thì mình mua. Phải hồi nãy đi hái ba cây lá cách đồ. Quá ăn sao thừa thớt quá. Này cái bến này không có vậy đạt cái bến này. Bến này, bến này rồi, yếu hơn bến đẳng quá. Bến đẳng làm quá trời quá đất. Đó, có bé Tú ngồi lựa hến đó kìa. Đó, đó. Ghê không? Bắt
có tàu thả rồi. Bên đây thì vớt. Lâu vô lâu. Bên đây thì đang vớt. Ông Chính qua đây luôn hả? Đây thì đang bỏ hến vô, đợi nó sôi lên nó bắt đầu vớt. Vớt xong bắt đầu qua đây ăn đây cả nhà. Ôi ô. Cả nhà ơi, quan trọng là rồng gờ cơm ở dưới không hay. Phải có hai cái ông trưởng khu vực bữa nay ông nói gì chân ta? Sau một ngày lặn lội đi mò hến, tụi tôi về tự vớt ăn tại nhà rất là vui. Ăn trực tiếp, vớt trực tiếp luôn. Các bạn ra ngoài chợ hến nó nguội ăn không ngon bằng hến vớt trực tiếp ăn như vậy. Muốn có dán nào rồi. Chúng ta cây trên cá. Sao một ngày làm việc vất vả. Phải trả lời gì mới được chứ mày. Dầm ớt cách sao mà tao chấm được nó cay tao cũng chết. Ăn cuốn đó là chúng ấy ra chúng miếng ớt đó chứ không phải ớt dầm ớt sắc rồi. Ớt này ớt mà ớt kiển ớt tím mà ông hay. Ớt non mà ớt cay banh nhà bà chú xứ rồi đó. Rồi bắt nay sao đủ mẹ tao mất tiếng. Mình không có cách nào mình làm sao mà đủ mẹ mình khẳng định rồi mình chấm định cho nó hết ta. Ừ, ông ăn cái chanh thì ông ăn chanh vô, còn tôi không ăn chanh. Ừ, ai ăn gì dụng đấy. À. Quá, wow, bên đây tiếp tục vớt nữa nè cả nhà ơi. Cái này vớt cái gỗ thưa này nó không có cát, còn bữa đó vớt con dày cát quá. Đó, đó. Ai lầm gai, lầm. Đó. Anh này anh vớt đây cả nhà. Vớt nước mưa mắt nước mưa mũi gì chảy lầm hỏng chân à. Vô vô vô. Vô 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 bồ ơi. Vô 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 vô. Ai thích đi thì chi dùng đấy. Đây là chúng tôi là vớt hến trực tiếp, ăn trực tiếp luôn. Đây bắt bắt điện thoại điện bắt hay đó. Đây bên đây là vớt. Đâu có nhậu dữ. Và bên đây là ăn tiếp tục. Đi về nhà rồi. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi vô đi bên. Vô đi bên. Bà nội. Đó con liền coi, đụng bẹt lâu lầm về cứu đi chú dư. Đụng thao kìa. Ai ăn cho nổi. Mẹ em lâu lầm cứu đi cứu hết đi. Bữa nay mệt lắm à. Tàu lao đủ mẹ đông đổ đang nhậu đây giá đang chết hết rồi làm ầm ầm trên này nè. Cũng mẹ còn hơi chợ Tết. Tao mới đủ khải rồi nhiêu ăn không à. Kêu năm rồi mới làm lên năm đánh vậy. Có bể đi xuống nè làm vậy cứu gì hay chứ. Đó là đủ mẹ nói trên này như hội chợ chuyện rạ. Giết rồi, giết lên liền đi ông nội ơi. Ngồi nhóc trên bả đắng ngồi bên đâu. Rồi, đâu rồi, đâu rồi, đi đâu hả? Rồi, 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 anh làm cuốn này cả nhà. Đụng mẹ phải sống qua đây hết nè. Đây qua, anh qua đây đây, đây lên hết này. Đó, đó, cái gáo khủng đó, đó, anh múc là một gáo như vậy đó. Đó. Bỏ ba mình lên đánh nó nghiệp. Đó. Ghê không? Đó. Quá, không biết nữa coi. Đó. Ghê không? Ai. Còn nhóc mặt trước mà ăn. Mày mới chưa phần nữa nữa. Con nhóc lắm rồi. Đó. Qua con mới chút phần nữa, chứ được nữa. Còn nhiều lắm cha ơi. Quá ngon rồi. Quá. Bữa nay ngon hơn bữa vô bữa đó dữ lắm. Biết sao hôm nay sao ngon không? Không có giảm. Bữa nay đông quá. Nào cho nó sống ngủ đi. Bên đây còn xoay nghi ngút đây. Thôi bây giờ làm cái bài này lại nha. Như lần trước khỏi chấm rồi, chấm cái độ táo quá. Thôi khỏi đợi. Theo mắm rồi làm ơi. Đây bắt đầu. Ôi ơi, ôi ôi. Ôi ơi. Trời lạ rồi. Quá xa. Bắt hai điện, bắt hai cái bãi hai cái này là miền Tây mới có các bạn. Đây miền Tây mới có à, hết rồi hết miền Tây à. Đây là hết trực tiếp luôn chứ không phải mà. Vớt trực tiếp luôn, không có mua, không có qua trung gian gì hết. Mua người ta cộng nước á, ăn con hến nó bụng xì rồi mà nó không ngọt. Này mình trực tiếp luôn. Chắc rồi. À, trời ơi.
Ôi, ôi nó đã. Hết biết. Vậy ta hai. Rồi, y tôi uống rồi, những cái rồi. Tao mới uống nữa đó. Lọc vô miếng máu rồi lọc. Uống không lọc. Đây nè, xíu rồi. Chỗ có còn miếng nữa đi. Nè. Quá trời rồi. Ôi, ôi rồi nè. Nè, coi ớt nè. Ôi, ôi rồi nè. Trời ơi. Ôi, thôi đi. Quá rồi. Quá cay quá trời. Quá trời. Mình giải tiếp tục các bạn ơi. Sao nãy giờ rồi? Lại cú bánh tráng này trời. Quá rồi. Kết thúc video cả nhà ơi.